Hello, xin chào các bác nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một cái chủ đề mới mà có rất nhiều anh em quan tâm. Đường ngoài đường hơi ồn tí, các bác thông cảm nhé. Rất nhiều anh em quan tâm đó là thôi à. Hôm nay là không vào nông lâm như bình thường nữa, vì cái clip này là phải quay ở đây nó mới trung thực. Đó là cái loại xe gì thì ăn xăng như nào, ra làm sao, đấy, nhiên liệu của nó khoảng bao nhiêu, mà dung tích xi lanh nó bằng nhau đấy, hoặc chênh nhau hơn 0,1 cm khối, nhưng mà nó có thể ăn nhiều ăn ít hơn nhau. Tại vì sao lại thế đấy? Và các loại xe, các hãng xe thì nó sẽ tiêu tốn cái nhiên liệu như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip như này để mà giải đáp tất cả các thắc mắc đấy cho anh em. Đó, thì ở đây ấy, trên cái cơ sở mình làm, trên cơ sở ở đây nó là tương đối nhá, tương đối, bởi vì là chưa thể nào mà chính xác đo, không thể nào mà đo được chính xác 100% để có thể là mình đo được như vậy đâu. Bởi vì thứ nhất là đây là chỉ là đo bằng cách áng chừng theo kinh nghiệm bản thân thôi, và thứ hai nó còn rất nhiều yếu tố, ví dụ như là để mà đo chính xác nó phải có máy này, nó phải có các cái thiết bị chuyên dùng này, và phải có một cái đoạn đường, cung đường nào đó đồng nhất này thì mình mới có thể đo được. Chẳng hạn như em ở đây, em ở Thái Nguyên, em đi đường bằng bằng như này mà em lại chỉ cần lên quê nhà em thôi, ở Lạng Sơn thôi, thì cái đường núi nó lại khác rồi, hoặc là cái mặt đường của nó xấu hoặc là đẹp hơn thì nó là khác rồi, đường dốc hay là đường không dốc, hay là nói chung là có thể cả cái tốc độ gió cản nữa, đúng không? Đấy, nếu mà nói là phạm trù nó rộng ra nhiều ấy thì nó rất là nhiều vấn đề. Thì hôm nay anh em mình sẽ phân tích sâu một chút, nhưng mà nó chỉ ở cái mức tương đối. Đấy, nó có thể chính xác khoảng 90% thôi nhá, chứ không thể nào mà đạt 100%. Thì để anh em thông cảm, và anh em có các cái ý kiến hay là các cái comment mang tính chất xây dựng, xin phép anh em comment ở bên dưới cho mình, để cùng anh em mình cùng thảo luận, để cùng đưa ra những cái ý kiến nó đồng nhất, và để cho tạo cho cái người dùng, đặc biệt là những anh em mới mua xe hoặc là sắp mua, những anh em chuẩn bị mua xe, sắp mua xe, thì sẽ có cái nhìn tổng quan nhất để mà mình lựa chọn được cái xe phù hợp với mình nhất, về cả cái phần chi phí cũng như là cái giá trị sử dụng của xe lâu dài về sau này nhá. Vâng, xin mời đi theo tôi nào. Rồi, cái hôm nay ấy, là mình sẽ có sẵn mấy cái xe sẵn ở trong showroom, thì mình cũng sẽ xin phép giới thiệu luôn. Ban nãy thì nhìn cũng có đa chủng loại phết. Thứ nhất là cái dòng nhỏ này, và xe của Nhật này có nhá, xe dòng nhỏ của Hyundai có này, rồi là xe chấm to hơn của Kia cũng có này, rồi tiếp theo là xe Ford Mỹ có này, rồi lại Hyundai, rồi i10. Đấy, thì cái phân khúc mà cái cỡ khoảng tầm 350 triệu, 400 triệu quay đầu, 350 triệu quay xuống, cho đến hơn 100, dành cho những anh em nào mà có cái tài chính hợp lý, phù hợp. Đấy, mình đang nói ở đây nhá. Còn những cái ông nào mà đi xe sang, xe xịn, xe mịn, xe mec, xe mùng, xe gì gì đấy, ABCD, thì xin phép bỏ qua cái clip này. Hoặc là anh em có xem thì cũng vẫn bình luận để mà xây dựng nhá. Đầu tiên, xin giới thiệu với mọi người, đây là chiếc Mirage. Chiếc này là xe của Nhật, Mitsubishi, logo sáng bóng ở đây. Thì cái xe này nó là phiên bản máy 1 chấm, dung tích xi lanh là 1 chấm. Đấy, và đây, để mình xin phép chờ một chút. Rồi, camera cứ đứng ở đấy là được. Để cho mình mở cái cốp này lên, mở cái cốp này lên để cho mình xem là nó có mấy máy, tức là mấy cái buji đấy. Đâu nhỉ? Đây rồi. Thì con này 1 2 3. Con này nó là 3 máy này. Đấy. Một cổ hút đây, cổ xả đây, 2 3 đây. Đấy, có nghĩa là có 3 buji, 3 máy đúng không? Thì là con này nó là máy 1 chấm. Đấy, em hơi ngẩng cái camera lên một chút. Rồi, ok. Thì cái con này là máy 1 chấm này.
và tiêu thụ mức tiêu hao của nó theo mình đi trải nghiệm ấy nhá. Thì mình thấy như này, nếu mà đi trên đường cao tốc ở Thái Nguyên có một cái hay ở chỗ là đường cao tốc cũng có, đường nội thị đều có hết nhá. Thì nếu mà đi đường cao tốc thì con này nó sẽ ăn bình quân nó mất khoảng tầm 4,8 lít cho đến 5 lít xăng. Đấy, đấy là đi đường cao tốc. Còn cái đường mà hỗn hợp thì nó sẽ hết khoảng rơi vào tầm 6 lít, 5 lít 8 đến 6 lít xăng riêng con xe này. Đấy, 5 lít 8 đến 6 lít xăng là trong cái đường hỗn hợp, có nghĩa là mình đi cả trong phố lẫn cao tốc ấy, người ta gọi là đường hỗn hợp, đường liên tỉnh chẳng hạn gọi là đường hỗn hợp, thì nó sẽ ăn khoảng 5,8 đến 6 lít. Còn cái đường mà trong nội thành nội thị, có nghĩa là cứ đi tí lại dừng đỗ đèn đỏ các thứ ấy, là nó sẽ lanh quanh khoảng hơn 6 lít, khoảng 6 lít 8. Đấy, 6 lít 8 đến gần sát sát 7 lít. Mình không tính đường tắc nhé. Đường tắc có nghĩa là đứng yên, như Hà Nội chẳng hạn thì chịu thôi, có rời tính. Đấy, không thể tính được. Đường tắc không tính nhé, vì có lăn bánh đâu mà tính, đúng không? Đấy là con 1 chấm. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo về sang cái con Ghost này này. Con này là của Hyundai, thương hiệu Hyundai ở đây. Và con màu đỏ là sản xuất 2019 rồi. Con này ấy là sản xuất 2009, cách nhau 10 tuổi, cách nhau đến 10 tuổi. Mà con này cũng máy 1 chấm. Đó, máy 1 chấm và cũng 3 máy. Thì con này nó ăn uống như làm sao? Thì mình có một cái trải nghiệm là từ đây về Vĩnh Phúc, từ Vĩnh Phúc quay về đây, xong rồi đi trên cao tốc, xong rồi đi loanh quanh xung quanh thành phố này, thì mình cảm nhận nó là nó cũng tương đương với con Mitsubishi kia. Có nghĩa rằng là cái lượng xăng nó tiêu thụ nó cũng khoảng đấy, nhưng mà nó sẽ có thể là cao hơn một xíu. Mình cảm nhận vậy, nó sẽ cao hơn khoảng tầm 0,2 lít. Đấy, có nghĩa là đi đường cao tốc ấy, nó sẽ hết khoảng tầm 5 lít. Còn đi đường trường, đi đường hỗn hợp ấy, là có thể là nó khoảng 6 lít, hơn 6 lít một tí, 6 lít 1, 6 lít 2. Còn khi mà đi trên đường nội thành nội thị ấy, chắc chắn nó phải khoảng tầm 7 lít, 7 lít rưỡi nhá, 7 lít thì nó mới ở được con xe này. Thì cái này là mình được trải nghiệm là đi từ Phúc Yên về đây, từ đây về đi sang Vĩnh Yên, xong rồi lại quay về đây và đi lòng vòng xung quanh thành phố này, thì mình cảm nhận được như thế. Đấy, thế thì chung quy lại là chắc là có thể là do con này nó già tuổi hơn một xíu. Đấy, thì không phải là xe Nhật, chỉ duy nhất có xe Nhật tiết kiệm, nó xe Hàn cũng tiết kiệm nhá. Đấy là rút ra một cái kinh nghiệm thế. Máy nhỏ. Rồi, bỏ qua con này đi. Tiếp theo là đến em này. Chiếc này là to hơn, khủng long hơn. Kia Carrera đời 2009, máy 2.0, số tự động. Đấy, số tự động. Thì con này nó sẽ ăn uống làm sao? Thì qua cái trải nghiệm từ hôm mua về, thì mình có đi khoảng đâu đó chắc là cũng khoảng 200 cây số rồi. Khoảng đi được khoảng 200 cây km. Trong đó là chủ yếu đi đường cao tốc và đường nội thị một chút. Đấy, nhưng mà chủ yếu là ở trên đường cao tốc. Thì mình có một cái cảm nhận là như này. Việc đầu tiên là nếu mà đi trên đường cao tốc ấy, thì con này nó sẽ phải ăn khoảng tầm 6 lít rưỡi xăng ở trên đường cao tốc. Và ở trong đường phố này, đường hỗn hợp ấy, mình gọi là đi cả đường cao tốc lẫn đường hỗn hợp ấy, là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7 lít rưỡi đến 8 lít riêng con này. Đấy. Còn đi trong phố thì mình cũng chưa đi nhiều lắm, nên là chưa có thể trải nghiệm được. Nhưng mà cái máy 2 chấm này của cái ông Kia này, thì tôi lại liên tưởng đến cái xe của tôi là xe Kia K3 sản xuất 2015 và máy 2 chấm. Thì mình đi rằng ở trong phố nó phải mất khoảng tầm 10 lít rưỡi đến 11 lít. Đấy là đi ở trong cái nội thị ở đường thành phố Thái Nguyên này. Nó cũng tương đương với thành phố Bắc Giang hay là thành phố Bắc Ninh hay là Hưng Yên. Thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 11 lít. Còn đường tắc như Hà Nội thì chịu thôi. Tôi cũng bó tay, không có cách nào khác được. Đấy, thì cái con xe 2 chấm này nó cũng như vậy. Tất nhiên là con này mình đi ấy, thường là không đi đủ tải, có nghĩa là không chưa bao giờ là chở hết 7 người, thì cũng không nắm rõ được là liệu nó có nhiều hơn hay không. Nhưng mà đây đi thường chủ yếu là 2 người thôi. Có hôm có lần là nhiều nhất là có 4 anh em đi.
cũng chưa bao giờ là đi full kịch 7 người bao giờ. Nên là cái này nếu mà cứ cho là full nhiều kịch 7 người đi chăng nữa thì nó chỉ ăn hơn khoảng tầm 0,2, 0,3 lít nữa là cùng. Đấy, cứ cho là nửa lít đi. Dạ, nửa lít bây giờ nó rơi vào tầm 9, 2, 18, khoảng tầm 9.000, 10.000. Dạ. Rồi, thì tiếp theo đến con xe Mỹ đi. Đây, em đứng ở góc này, nhìn cho nó chân thật nhất. Xe Mỹ này đây là Ford Focus, sản xuất 2013. Và máy là 1.8, số tự động. Thì cái con này ấy, thì mình cũng được trải nghiệm là 3 chuyến đi Hà Nội. 3 chuyến đi Hà Nội và đi xung quanh thành phố này không nhiều lắm. Thế thì đi Hà Nội chủ yếu là đi đường cao tốc. Thì mình thấy xăng ấy thì ăn, nếu mà nói về như xe Hàn thì không phải. Con xe Mỹ này ăn hơn một chút. Máy 1.8 nhưng mà ăn nó cũng phải gần bằng con 2. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà đi đường trường, đi Hà Nội 3 lần và mình nhớ là có đi Hưng Yên một lần nữa là 4. Đi Hưng Yên xong về quay về Bắc Ninh các thứ loanh quanh là 4. Thì có cảm nhận rằng là cái con này ấy, nó sẽ ăn mất khoảng đợt đấy đi nó tính cả đường cao tốc lẫn đường trong phố loanh quanh nó ăn vào khoảng 8 lít. 8 lít. Đấy. 8 lít mốt thế này. Cho nên là kết luận rằng là cái con này ấy, nếu mà đi đường như vậy coi là đường hỗn hợp mất 8 lít thì suy ra đường cao tốc anh em mình cứ cho tính nó nhẹ nhẹ nó khoảng 7 lít. 7 lít. Thì cái ông K3 của mình nó chỉ ăn khoảng 6 lít rưỡi thôi, 2. Ăn 6 lít rưỡi. Nhưng ông xe Mỹ này phải là 7 lít, khoảng 7 lít. Đấy, còn đường trong phố thì mình cũng phố kẹt Hà Nội thì mình chưa ấy, vì là đi toàn đi vành đai 3 với cả ở bên cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì các thứ thôi. Nên là không biết rõ được. Chưa trải nghiệm nhiều lắm. Đấy, đi mấy chuyến thì cảm nhận là như thế. Nó sẽ khoảng tầm 8 lít. Thì cứ cho trong phố 10 lít đi nhỉ, cho nó thoải mái. Đấy, nó khoảng đấy thôi. Chứ không bao giờ, chưa có nào đến 13, 14 lít cả. 13, 14 lít phải là V6 3.0 nhá. Tiếp theo. Con này thì lại thấp hơn con Ford kia một chút. Con này là Hyundai i30, sản xuất 2010, số tự động. Đấy. Và máy của nó là 1.6. Công suất máy là 1.6. Và con này thì từ hôm mua là mua ở Hà Nội và có trải nghiệm về đây. Và có trải nghiệm hai lượt cao tốc từ đây Tân Long, nói chung loanh quanh cũng đi vào khoảng đôi 200 cây. Thì nhận thấy rằng là cũng không nhiều cho lắm. Tức là đi Hà Nội về thì loanh quanh nó khoảng 7 lít. Khoảng 7 lít đấy, trên đường cao tốc. Còn lại là về cái đường phố thì mình nghĩ là nó cũng chỉ khoảng tầm 8 lít xem thế. Nói chung là nó xem với con Ford. Và có thể thấp hơn một xíu đấy, vì nó máy 1.6 mà. Thì mình thấy là con này nó cũng chỉ khoảng đấy. Nếu mà đi trong phố thì chắc cỡ khoảng tầm 10 lít rưỡi. Khoảng 10 lít rưỡi, 10 lít rưỡi. Nó sẽ phải ngang ngửa với con Kia K3 của mình 2. Đấy. Đấy là về con i30 màu đỏ này. Rồi, tiếp theo đến một cái xe cuối cùng. Đây, mời anh em qua đây. Cái xe cuối cùng này là con Hyundai i10 sedan, số tự động. Thì theo cái công bố của nhà sản xuất đấy, có dán ở mặt sau rồi này, là rơi vào 4.9 đường cao tốc và đường hỗn hợp là 6.7. Đường nội thành nội thị. Đây để xem nào. Quên mất. Em cứ đứng đấy để chờ anh là được. Đường nội thành, đường trong nội thành nội thị là 9.2. 6.3 là đường hỗn hợp và 9.2 là đường trong nội thành nội thị. Đấy là cái công bố của nhà sản xuất. Thì anh em mình cứ cộng lên thêm khoảng tầm nửa lít nữa đi nhờ. Đấy, thì các bác thấy đấy là nếu mà như vậy ấy, thì đường trường nó cũng chỉ rơi vào khoảng tầm 5 lít, hơn 5 lít một tí. Và máy là 1.2 mà, con này máy 1.2 nhá. Nó hơn to hơn con Mirage với cả con Ghost kia là 0,2 cm khối. Như vậy là cái con này nó sẽ ăn hơn một chút. Đấy, thì đường trường là nó sẽ rơi vào khoảng 6 lít rưỡi.
Đường cao tốc thì khoảng 5 lít rưỡi và đường trong phố nó sẽ khoảng gần 10 lít. Đấy. Thì chung kết lại ấy, thì cái chấm nó phụ thuộc rất nhiều vào cái công suất máy và cái dung tích xi lanh. Thế nhưng mà chung quy lại, chốt lại ấy, thì nó cũng chỉ xem kiểu kiểu như thế, kể cả vai ốt luôn. Vai ốt nó là máy 1.5. Đấy. Thì mọi người cứ hay thích vai ốt rất là nhiều, cái fan của vai ốt rất là lớn. Thì các bác thử comment, bác nào đã đang hoặc đã đi, đã đang chạy vai ốt thì comment giúp em ở bên dưới xem là ăn bình quân nó khoảng bao nhiêu nhé. Rồi, chắc là video cũng tạm rồi. Anh em xem rồi cũng chán rồi. Thì nếu mà các bác mà có ý kiến gì thêm thì xin phép comment xuống bên dưới để anh em mình cùng thảo luận. Và một cái nữa là anh em mà thấy cái video này bổ ích hay thì xin phép là cho mình một like, một chia sẻ và một nút đăng ký. Và nhớ anh em nào mà có gọi điện cho mình mà không được thì xin phép anh em cứ nhắn số Zalo hoặc là gửi ảnh hay là gửi video qua Zalo. Zalo mình là mở nhé, không cần kết bạn mà vẫn gửi được bình thường. Đấy, thì mình sẽ xem hàng ngày thì mình sẽ gọi lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Xin chào.